các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với TV Channel. Vừa mới quay một cái cuộc thi xong và vừa mới có kết quả luôn. Trời đất ơi, được vào chung kết rồi. Quá là vui, quá là vui. Quay rất là nhiều lần bởi vì mình phải chọn ra một lần tốt nhất, bởi vì mình chỉ được quay one shot thôi các bạn ơi. Hơi mệt nhưng mà không sao, mình vẫn còn rất là nhiều năng lượng đây. Thật ra là mình đã chuẩn bị cho cái vlog này rất khá là lâu rồi, nhưng mà mình chưa có cơ hội có thể kể cho các bạn bởi vì mình thiếu cái đoạn dẫn này nè. Nên là không sao. Bây giờ mình sẽ kể ngay cho các bạn nghe. Không sao, bây giờ mình sẽ kể cho các bạn ngay đây. Ok, let's go. Khi đến với vlog ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhớ like, share. Và nếu như comment được thì hãy comment nha. Tại vì mấy cái comment của mình có thể bị không comment được, không lý do nữa. Ok, và thôi nào. Xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu để tiếp tục theo dõi chương trình.